Thì bé nó gọi điện cho Hùng thì Hùng cũng chẳng biết bạn là ai nên là Hùng từ chối cuộc gọi. Thì bé nó nhắn tin, Hùng bây giờ đọc cái nội dung tin nhắn cho mọi người nghe nha. Em xin lỗi anh, em gọi đột xuất mà dạo này có nhiều cái group lập lên với danh nghĩa của anh đi lừa đảo nhiều người quá. Tụi em muốn đưa cái người đó ra công an nên mới hỏi ý kiến của anh. Xong rồi Hùng mới hỏi là cái group này ở đâu. Anh có tiện nghe điện thoại của em không? Anh đang livestream mà em là ai vậy? Và group này lập ở đâu? Bây giờ mình sẽ đọc chi tiết để cho mọi người chúng ta nắm nha. Hồi đó em là hậu bối cùng trường dưới học môn nên mới kết bạn thở bò với anh. Bà chị của em có một bạn tên là Võ Thị Hương giúp việc cho chị của em. Bạn Hương có ứng chị của em một số tiền và giở trò nên chị em có giữ lại điện thoại và giấy tờ của bạn Hương. Thì chị ấy mới phát hiện là bạn đó giả mạo anh để đi lừa đảo. Thì đây không phải là lần đầu tiên cái con Hương Khuê này nó đi lừa đảo mọi người với cái danh nghĩa của Hùng nha mọi người. Lần trước là mọi người chúng ta đã thấy rồi, nó mượn danh nghĩa là nó yêu thương Hùng và My và nó tập hợp mọi người kêu gọi tiền để mà lừa đảo mọi người, đưa tiền cho mọi người đó. Hùng biết là có rất là nhiều người bị lừa bởi cái con Hương Khuê này đó, nên bây giờ Hùng đọc tiếp tin nhắn này. Giờ chị của em đang tìm hiểu thì có khá nhiều người cũng bị lừa nên chị của em muốn liên hệ với mọi người cùng làm đơn để đưa con này lên công an. Đây hình ảnh của doanh nhân thành đạt Hương Sầu Khuê đây. Mọi người chúng ta là chắc cũng ủa, vẫn nhớ là ở khách sạn mà. Khách sạn gì? Thì cái hình mày ơi, nó là dân lừa đảo rồi thì đây là cái lúc mà này chắc là đưa giúp việc thôi. Mày nhớ cái vụ tôm hùm mà tao ngứa đến bây giờ không? Là của nó đấy. Từ ngày tao trả tiền tôm hùm xong tao mới hết ngứa đó. Rồi ok. Nó mua. Nó mua nhưng mà nó có trả tiền cho người ta đâu. Cuối cùng tao phải trả tiền cho người ta đó. Cái vụ lấy chị. Đem về cho nó. Lúc đó mà tao biết rồi thì tao đúng là người biết trước tương lai. Rồi ok, tiếp tục nha. Nó để tao giải quyết xong đã, không bữa cái gì. Nó mới lừa chị của em, hôm qua mới bị chị của em xử lý. Giờ chị của em đang giữ điện thoại và giấy tờ của nó thì thấy nó lừa khá nhiều người. Mới hôm qua nó lại lấy con nó bị tai nạn lừa tiền ứng lương của chị em. Rồi tôi nói thật với mọi người, cái vụ mà nó lấy con nó ra tai nạn thì nó nhắn cho tôi với lại hàng trăm người y chang như vậy luôn. Nó lừa rất là nhiều người với cái kiểu nội dung. Đấy. Nó lừa rất là nhiều người với cái kiểu nội dung giống như vậy. Và mọi người ơi, bây giờ đi tù 11 năm. Bây giờ trong cái nội dung tin nhắn này là mượn tiền nhân viên của chị em. Nó lừa tiền ứng lương của chị em, mượn tiền nhân viên của chị em đi làm neo cạnh nhà lấy danh nghĩa là nhân viên, chị em đi nợ tiền. Rồi nó còn liên kết với trung tâm giúp việc tiếp tục lừa. Em thấy trong điện thoại của nó có một cái nhóm đang hẹn hò giải quyết chuyện tiền bạc. Vụ của anh chưa xong à, phốt nó rồi nhưng nó vẫn đi lừa đảo nên giờ chị em muốn cùng anh tập hợp bằng chứng đem nó đi lên công an vì cái group nó giải quyết tiền lừa việc của anh. Nó hẹn người ta 15 giải quyết cho mấy bạn đó mà giờ có vẻ nó không có khả năng giải quyết nên nó cứ đi lừa chỗ này rồi lại đắp qua chỗ khác. Nên là chị của em muốn nhờ anh liên kết dùm chị em với những đứa với những người bị lừa để cùng đem nó lên công an đó. Con này nó toàn lấy con của nó ra kêu tai nạn rồi đi lừa người tùm lum la. Ok, mình sẽ đồng tình với cùng với bạn này cho con này ra công an luôn mọi người, bởi vì cái tình trạng lừa đảo như vậy là nó in sâu vào bản chất của cái con nhỏ này rồi. Lần trước Hùng đã lên livestream là Hùng đã nói về cái vụ đó đó, nên là cái tình trạng lừa đảo như vậy là Hùng không thể chấp nhận được. Và nó cứ lấy cái hình ảnh của Hùng với My ra để mà nó đi kêu gọi mọi người. Và mọi người biết cái cách xây dựng hình ảnh của nó thì ngày trước mọi người biết rồi, nó lấy cái hình ảnh của một cái người chị ở trong cái nơi mà nó giúp việc làm. Và bắt đầu nó xây dựng hình ảnh y như kiểu nó là một doanh nhân thành đạt đi máy bay hạng thương gia rồi quà cáp rồi tùm lum tùm la. Mà đa số những cái quà tặng mà nó mang đến văn phòng như là váy đầm cho My ấy, đều là nó đứng lên nó kêu gọi mọi người chuyển tiền cho nó để mà nó làm này làm nọ. Rồi nó bịa rất là nhiều chuyện như hàng tuần là đưa tiền mặt cho ông Hùng và cái gì phong bì cho ông Hùng tùm lum la, lên là tôi quyết định tôi sẽ hợp tác cùng với bạn này cho con này đi ra công an luôn. Mọi người thấy ra công an okay. Ở tù 11 năm. Anna Bắc Giang đúng không? Con này là cái gì Hương Khuê Bắc Cạn. Ok. Đây bây giờ chúng ta cùng nhau là thành lập cho xã hội. Chết mình thêm lên kia mà mai mình nhớ mặc dầu nha. Cho nên là chúng ta làm cho cái xã hội đó được xanh sạch đẹp, bởi vì những cái thành phần như vậy mà nó hoàn toàn không có từ những cái thành phần này hoàn toàn nó không có hề có sám hối bản thân mình. Lẽ ra là mình đã cho nó một cái con đường rồi mà bây giờ nó cứ đi lừa hết người này người kia thì cái điều này nó không thể chấp nhận được. Nên là bây giờ chúng ta cùng nhau
chung tay cho cái con nhỏ này nó chịu trước pháp luật về những cái hành vi lừa đảo của nó. Hùng biết có rất là nhiều người bị lừa và đôi khi là mọi người sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của Hùng hay My nên đôi khi mọi người cứ cho qua như kiểu là nó qua rồi thì thôi này kia các kiểu, nhưng mà ok mọi người ơi, Hùng là một cái người kết nối nên đôi khi Hùng cũng sẽ không sợ bị mất hình ảnh mà mang lại cái sự thiệt thòi cho mọi người đâu. Nên là bây giờ người ta đã nhắn như vậy rồi thì mình sẽ hợp tác với họ để cho con nhỏ này đi lên phường gặp công an. Mọi người hiểu là luật pháp mà 2-3 triệu thôi là hình sự hay là các thứ rồi, thì nếu mà chúng ta có đầy đủ bằng chứng này kia các kiểu về cái việc con này nó lừa đảo mọi người thì cho nó chịu trách nhiệm trước pháp luật đi, chứ chắc chắn đấy, bản chất của con nhỏ này thì nó sẽ hoàn toàn là không sẽ có bỏ được sao, sẽ hoàn toàn là không có thay đổi được đâu. Rồi từ từ nha mọi người, để tôi search cái phở bò của nó. Hôm bữa nó nhắn tin cái gì cho tôi này, tôi chưa kịp đọc. Đây mọi người, tôi vừa mới nhấn vào tin nhắn này, lại gửi hình ảnh gãy tay gãy chân, nó gửi cho mình không biết bao nhiêu lần, lúc thì con nó bị tai nạn, lúc thì mẹ ruột bị mất. Đây tôi vừa mới nhấn vào tin nhắn, bữa giờ tôi không có đọc. À, bởi vì khi mà mình nhấn vào tin nhắn thì nó sẽ hiện lên cái avatar của mình là đã xem tin nhắn rồi, nó bữa giờ tôi không thèm xem. Nên là vô tình bây giờ thấy bé kia nó nhắn vậy thì tôi sử sập ra tôi xem coi nào. Rồi. Đó, rất là nhiều. À đây. Bạn ơi cho mình hỏi một chút về cái nick Hương Minh này được không? À khả năng cao là chị của bé này đã giữ cái điện thoại của nó nên là bây giờ vào được trong cái nick này. Đây là hồi chiều qua có gọi thì mình không có nhấc máy, mình không thèm quan tâm. Còn trước đó này nội dung tin nhắn này toàn là hình hình gãy tay gãy chân để tai nạn các kiểu. Chào bạn Hùng nhé, mình thực sự xin lỗi vụ việc vừa xảy ra. Thực sự hiện tại mình đang gặp sự cố, con mình hiện tại đang bị gãy chân xương ống quyển nên mình chưa giải quyết sớm cho bạn. Bạn cho mình thời gian trong vòng 1 tháng đổ lại mình sẽ gửi tiền cho bạn cái tiền tôm hùm. Mày gửi tôm hùm đấy chắc tao ghẻ người luôn. Ăn tôm hùm của mày giờ tao ngứa hết người, chuyển lại tiền cho tôm hùm giờ tao người tao ghẻ luôn. Rồi ok mọi người, cái này thì Hùng sẽ liên lạc và nói chuyện với lại bên này để mà cùng nhau hợp tác về vấn đề này. Mình cùng nhau xây dựng ra một cái cộng đồng văn minh. Những cái thành phần lừa đảo như vậy thì bắt buộc là mình sẽ cùng nhau giải quyết nhá. Ok, bây giờ là 20:09 rồi. Thì mọi người ơi, đi này, quân hải đi này quá. Ủa? Thiệt tình rồi. Sao nãy má uống? Tao thấy cái ly nào bây giờ mày cũng muốn hết mình rồi. Mày đừng có gài tao, mày đừng thấy tao tập trung trong cái câu chuyện này quá, sao bắt đầu mày gài tao. Ok, hiện tại mình không khát nước, được chưa? Vậy đứng sau, Rồi, được rồi. Dạ, mọi người vẫn chốt đơn giùm em nha. Ủa tôi có ghim sản phẩm gì giá chưa? Đâu rồi? Chết mày chưa, chết mày vừa. Vừa lòng ta lắm. Bột yến mạch đi nè, đang giảm giá nè, lại. Khổ lắm mọi người ơi, nói chung là trong cái câu chuyện này á, từ từ. Nên là sẵn ở đây Hùng xin được nói với mọi người nha. Hiện tại bây giờ là Hùng đang không có một trong cái group nào là của Hùng với fan hết. Hùng chỉ có một vài những cái group làm việc với lại kiểm duyệt viên thôi. Ngay cả trong FC tổng Hùng cũng không có nằm ở trong đó. Nên là những người nào mà chúng ta để ý mà Hùng nằm trong group nào hay này kia thì đấy là nick fake đó mọi người ơi. Và Hùng sẽ không bao giờ đứng lên kêu gọi mọi người là chuyển khoản hay là một cái gì đó nó liên quan đến tiền bạc. Nên mọi người chúng ta để ý về những cái vấn đề này để chúng ta tránh trường hợp bị lợi dụng cái lòng tốt của mọi người nha. Nên là thời gian qua có rất là nhiều người là đôi khi vì yêu mến Hùng và My nên là dễ để những cái thành phần nó xây dựng cái hình ảnh như thế này lừa gạt mọi người về cái chuyện tiền bạc. Nên là thông qua cái buổi live này thì mọi người chúng ta nên để ý về cái vấn đề đó. Chúng ta yêu thương thì chúng ta yêu thương đúng cách. Chúng ta sẽ không vì một vài những cái cá nhân mang cái kiểu là cứ tin tưởng đi, trời ơi, chị như thế này mà các em không tin hả? Các em chuyển khoản đây rồi chị sẽ sao kê chi tiết cho những cái này để chúng ta dành tặng cho Hùng với My mà chúng ta yêu mến thì chúng ta cứ âm thầm này kia. Thì tất cả những cái đứa đó nó đều là có cái lý do để nó lợi dụng cái lòng tốt của mọi người hết. Nên là mọi người chúng ta là để ý trong cái vấn đề này nhá. Đó, mà nó làm bữa nó được pha nữa. Rồi tao biết. Đó, nên là mọi người chúng ta để ý như cái vấn đề này. Nó đáng tuổi mẹ mày đó. Thế. À quên, nó có sinh năm 91 thì à, 91, 93. Cái bạn này mở tặng tôi cái làm trắng. Đúng rồi. Chịu mà. Ừ. À, 91 thì cũng hơn tuổi. 91.
91 nhỏ hơn tuổi mẹ tôi. Bằng mẹ mày, mẹ mày 91, mày quên cả năm sinh mẹ mày rồi đó. Nhưng mà mày nhớ năm sinh của tao là tốt. Ok, cái đó tao tăng lương. À, bà ngoại tôi lớn hơn bà. Thì tất nhiên bà ngoại mày là... tôi đá rồi chứ. À, ok. Má mày so bà ngoại. Mày so bà ngoại. Ra ngoại. Thôi, ngoại bị trừ rất là kìa. Ngoại bị giận rồi kìa. Ngoại bị trừ lương. Ngoại bị mọi người trừ lương kìa. Rồi, ok. Không cho thầy uống cái ly của bà My uống. Buồn quá. Thôi giờ thầy uống giùm em đi, cho em đợi bị trừ. Rồi bây giờ bị giận đi. Dạ, cho bị trừ. Chốt đơn giùm em đi. Không. Chốt đơn mọi người ơi, đang sửa tắm che kỳ. Để tắm che kỳ hôm á mọi người. Vừa nhiệt diện ha. Son mới. Xong mới, xong mới, xong mới, xong mới, xong mới, mới, xong 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 cam đất, xong bầu cam đất với lại cam chay quá, xong mới, xong mới, rồi xong mới, xong mới, xong mới, xong mới, dạ rồi vô chốt liền giùm em nha mọi người ha. Dạ, bảo đơn đi mọi người, bảo đơn đi mọi người ơi. Quất liền giùm em. Quất liền giùm em nha. Giảm giá xong cho sản phẩm này. Trời ơi quá ok rồi. Anh chị em mình mà phải tranh thủ đi mọi người ơi. À, tối nay là sữa tắm chai ly giảm. Đó mấy bữa trước mấy bà kêu là sữa tắm chai ly không giảm. Giảm sữa tắm chai ly. Bây giờ giảm rồi đó mà mua liền đấy. Mua liền đi mọi người ơi. Số lượng có hạn. Giảm giá hẹn. Ờ. Mà combo kem chống nắng cũng giảm giá với lại xong mới luôn. Không nhiều đấy. Đó. À, ok luôn mọi người ơi. Dạ mọi người vào. Mời cả nhà hết cùng mình nha. Ok luôn, rồi đặt liền luôn. Dạ, rồi. Vô luôn mọi người ơi. Dạ, mua liền nha mọi người ơi. Có cái gì đâu mà giận hoài chứ. Hoài gì lâu lâu hoài già rồi lẩm cẩm, hiểu không? Rồi mốt hoài nấu cơm bù cho. Đấy, mọi người thấy ghê, con này ghê không? Hùng vừa mới đọc nội dung tin nhắn mà nó nhắn cho Hùng là con nó mổ chân. Nhưng mà nó nhắn cái hình này cho người khác thì là nó đang nằm viện. Đấy, mọi người thấy như cái đứa lừa đảo nó lươn lẹo không? Đó, em đang nằm bệnh viện, em gửi cho chị xem em đang mổ chân. Đấy, nó nhắn cho người khác là cái hình đó thì nó đang đi mổ chân, nhưng nó nhắn cho mình thì lại kêu là con mình gặp tai nạn. Thì những cái đứa lừa đảo mọi người ơi, đừng tin nó nữa. Một khi nó đã lừa đảo rồi thì cái gì văn bản nó xây ra ghê lắm. Thì đấy mọi người thấy không, Anna Bắc Giang đó, đấy thuê cả được cả dàn xe xịn rồi bao nhiêu người đi đám cưới mà. Thì trên đời này cái gì mà chúng ta cũng phải trải qua. Những đứa mà nó đã có tư duy lừa đảo mà nó không chịu quay đầu làm bờ thì chúng ta phải cho những cái đứa này nó học bài học cuộc sống mọi người. Những cái đứa lừa đảo này bắt buộc là phải cho nó có những cái bài học để nó tỉnh ngộ, chứ nó không để nó nhẩn nhơ được. Nó càng nhẩn nhơ nó càng đi lừa người khác, mà người khác lừa ví dụ như những cái người mà người ta có điều kiện vật chất, đôi khi người ta bị lừa 1-2 triệu gì đó chẳng hạn đi, thì người ta đôi khi người ta không tiếc đâu, người ta không tiếc, người ta cho qua. Nhưng mà đôi khi có những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, người ta có 1-2 triệu trong tay, người ta đôi khi đấy là một cái rất là khó khăn trong cái việc người ta lao động, mà nó đi nó lừa như vậy thì thật sự là để nó tồn tại trong xã hội thì những cái đứa đó là không biết là sau này nó còn làm cho bao nhiêu người còn chịu khổ nữa. Nên là mình sẽ cho những cái đứa này nó phải chịu trách nhiệm về những cái hành vi lừa đảo của nó. Được cho mọi người. 11 năm thôi. Ừ, 11 năm. Không. Ông Hùng chụp không chụp. Bữa Hùng kêu tôi chụp hình chung với bà, tôi muốn chua nha. Trời ơi. Bây giờ tao làm sao tao biết được ai là cái người tốt hay là người không thì tốt? Tôi nhìn thì cái việc... nói tôi không có chụp mà má tôi chụp đó. Trời ơi. Là ông chưa. Chụp gần. Mày phải hiểu rằng là tao lên cái cương vị là làm sao để cho trong mắt mọi người mày là một cái đứa dễ thương. Thì bây giờ cái việc người ta xin chụp hình. Dễ thương đâu giờ bả lừa đảo không? Thì nó lừa đảo thì để nó tự chịu trách nhiệm với hành vi của nó. Còn cái việc mà cái lúc thời điểm đó người ta xin chụp hình là cái lúc đó thì mình đứng ra mình chụp hình là chuyện bình thường. Trời đất ơi. Bây giờ ai xin chụp hình với tao thì tao cứ đứng bình thường thôi. Còn cái việc mà người ta làm sai làm trái thì người ta chịu trách nhiệm pháp luật. Rồi. Bố mình lâu rồi. Rồi ok mọi người, chúng ta cùng nhau vào trong giỏ. Rồi chốt đơn liền giùm em nha mọi người, nhanh lên. Phút nhà tôi xuống toilet tiền quyết. Rồi, đó ăn rồi cái đi toilet rồi quyết rồi mọi người, chốt đơn liền giùm em nha mọi người. Dạ mọi người ơi, gì mà mọi người kêu thầy uống nước đi kìa. Trời đất ơi, dạ rồi. Vô mua. Bà ngoại mà không kêu thầy uống nước rồi, mọi người nhận bà ngoại luôn. Đâu có đâu mọi nước người. Nước cao nè. Bà ngoại, ơi gì mà thầy vô uống nước đi. Đó, để cho bớt nóng. Đó, thấy chưa? Đó, thầy bớt nóng rồi đó mọi người. Khi chúng ta không biết điều gì thì tất cả đều là vô tội. Đúng rồi. Ta không biết gì hết. Đó. Đâu biết gì đâu. Đúng rồi. Đúng rồi. Mọi người chớ lì giùm em. Thầy uống nhịn nè. Uống cái ly này. Uống ly này. Bà My uống ly này. Thầy lộn rồi.
Thầy bị lộn rồi, uống cái ly. Dạ chốt sao đâu, lâu lâu ba uống chung với con một xíu thì có sao đâu. Dạ. Mày mày dí cái mồm mày lè lưỡi mày, mày đa cái ông lưỡi bà đậu ca chốt đơn thì giờ mày em lên mặn rồi. Rồi dạ lè rồi. Mày em nghe mặn quay để tăng lương được à. Yeah. chốt đơn cho hoài đi, chốt đơn cho hoài đi. Nhanh lên nha mọi người ơi, nhanh lên đặt liền giùm em nha mọi người á. Dạ dạ rồi, ok luôn mọi người ơi. Dạ.